Sự tích con yêu dâu xanh ở Việt Nam của tác giả Việt Thường. Phần 13. Nếu trước Tết Mậu Thân 1968, ngày nhập ngũ được coi là ngày hội, chống song cờ mở, tặng lưu niệm vân vân, thì sau đó ngày nhập ngũ biến thành ngày bắt lính thực sự. Địa điểm tập trung phải ở xa chỗ đông dân, và đại diện các đoàn thể đố dám ló mặt lên lớp động viên, dặn dò này nọ. Vũ Quang, bí thư thứ nhất cái gọi là đoàn thanh niên lao động Hồ Chí Minh, đã nhiều lần bị nghe chửi khi đến các nơi tập trung tân binh để động viên, nên sau này cho ăn kẹo cũng không dám vác mặt đến chỗ tập trung tân binh. Nhất là từ ngày tân binh thuộc khu Hoàn Kiếm Hà Nội, đã chửi Vũ Quang như móc họng rằng, để em mờ thằng hiếp dâm vợ người, sao không cho hai thằng con của mày đi làm nhiệm vụ vinh quang này, mà lại cho chúng đi Nga, đi Đức học? Ô tô chở tân binh cũng rất chật vật, vì họ phá ghế xe, cửa kính, và còn giấu gạch củ đậu ném vào đám đông. Những cuộc chuyển quân vào khu 4, để rồi từ đó thâm nhập vào miền Nam Việt Nam, hầu hết bằng tàu hỏa, mà đi lúc nửa đêm. Các tàu hỏa bị đóng cửa như chở thú vật. Hai đầu toa tàu có lính mang tiểu liên áp tải, sẵn sàng nhả đạn nếu ai định mở cửa bỏ trốn. Tuyến đường sắt từ Vân Điển Hà Nội vào đến Hàm Rồng Thanh Hóa, lính ngụy nằm phục kích, đề phòng tân binh nổi loạn, cướp tàu. Cũng từ đó, ngụy quyền Hồ Chí Minh đẻ ra cái gọi là đơn vị giao quân. Đó là tổ chức ngụy quân được trang bị hầu hết tiểu liên, có nhiệm vụ áp giải lính đưa vào Nam, gọi là đi bê, và thường giao quân ở bờ phía Nam, bến phà Linh Cảm, rồi chúng quay lại nhận đợt tân binh khác. Tất nhiên, lính bị đưa vào Nam hoàn toàn không có vũ khí, phải vào đến phần miền Nam rồi mới được trang bị, để đi làm bia đỡ đạn thi hành sự nghiệp của Hồ. Thời kỳ ngụy quyền Hà Nội xâm lăng Campuchia, Lê Khả Phiêu làm nhiệm vụ tải lính sang Campuchia cho Lê Đức Anh nướng. Với thành tích đó, Phiêu đã leo lên đến địa vị số 1 của Mafia Đỏ. Sau vụ Mậu Thân 1968, nhiều tân binh cũng tìm cách không chịu đóng vở kịch sinh Bắc tử Nam của ngụy quyền Hồ Chí Minh, khiến chúng phải lập một nhà tù ở Lai Châu để giam giữ, bắt lao động khổ sai những tân binh đó, mà chúng gọi là lính bê quay. Điều đó minh chứng Hồ đã dùng chuyên chính để bắt lính chết cho chiến lược bành trướng của thực dân đỏ. Ông tiên của Lữ Phương thực sự là kẻ tội phạm tàn bạo nhất, đã cưỡng bức nhân dân miền Bắc và nhân dân miền Nam bắn giết nhau vì tham vọng ích kỷ của hắn, tức cái sự nghiệp Việt gian của hắn. Vụ Mậu Thân 1968 đã cho thấy sự trả thù đê hèn, khát máu của ngụy quyền Hồ Chí Minh lên người dân ở Huế. Có sự chỉ điểm, đồng lõa của những tên nằm vùng như anh em Hoàng Phủ Ngọc Tường, Lê Văn Hảo v.v. Còn ở Sài Gòn, chẳng biết Lữ Phương có góp công như thế nào để giọt ra bưng, được gia nô của anh hùng giải phóng dân tộc của Lữ Phương ban cho cái chức thứ trưởng hữu danh vô thực, hệt như mấy anh lý trưởng mua thời thực dân Pháp. Còn tên nằm vùng Trịnh Công Sơn vẫn tiếp tục sáng tác nhạc phản chiến, đóng góp rất tích cực và hiệu quả một trong ba mũi giáp công của họ Hồ, viết nhạc đủ cả mây, gió, lá lùng, nhưng tuyệt đối như mù, không thấy nắm mồ tập thể ở Huế để cất lên dù là một tiếng thở dài. Nhưng khi ngụy quân Mafia Đỏ lết xích xe tăng trên đường phố Sài Gòn, thì ngay buổi phát thanh đầu tiên của ngụy quân Mafia Đỏ vào chiều 30 tháng 4 1975, Trịnh Công Sơn đã hồ hởi ôm đàn hát bài hắn sáng tác, Nối Vòng Tay Lớn. Và ít lâu sau, hắn còn ra viếng Lăng Hồ. Cha ông ta đã dạy rằng, đồng thanh tương ứng, nên chỉ có những kẻ cùng tần số với Trịnh Công Sơn mới thương khóc khi hắn bị Diêm Vương tống vào hỏa ngục. Còn ngụy quyền Hà Nội, từ lúc Hồ còn sống cho đến nay, chưa bao giờ chúng cho việc giết dân thường như thế là sai, nên còn e ngại, ở Sài Gòn chúng chưa làm. Nhưng ở Cần Thơ, chúng đã đặt tên một đường phố là Mậu Thân, tự hào chiến tích giết dân của Hồ, Lữ Phương và những tên than khóc vinh danh tên mật vụ nằm vùng Trịnh Công Sơn có biết điều đó không? Sau thất bại thảm hại của vụ Tết Mậu Thân 1968, Hồ vừa hằn học vì thất bại, vừa bắt đầu ngày đêm tính toán lá tử vi của hắn, cũng như của đứa con hoang với cô bé đưa cơm ở hang Bắc Bó. Hắn lén lút đi Ba Vì nhiều lần. Ngắm hồ suối Hai là công trình mà hắn lệnh cho Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Công an, phải bắt tù làm cho xong như ý hắn, cho đúng với bộ vì miếng đất
mà hắn đã lén chôn tất cả những cái răng thật của hắn, vì Hồ làm cả hai hàm răng giả ở Nga Xô, hy vọng phát cho đứa con hoang của hắn. Hồ là người mê và đọc nhiều chuyện tàu. Một vài người thân cận với Hồ có dịp được nghe Hồ khen hai nhân vật, một là Tấn Văn Công, tức Công Tử Trùng Nhĩ, và hai là Tào Tháo. Thuở của năm 1944-46, Hồ cho tay chân tung tin là mắt Hồ có hai con ngươi như Công Tử Trùng Nhĩ. Kẻ phải bôn ba 20 năm, trở về cầm quyền nước Tấn và làm nên nghiệp bá. Một trong những kẻ khó công tung tin như thế là Xuân Thủy. Còn Tào Tháo, tên tự là Mạnh Đức, Hồ bèn đảo ngược, đặt tên cho thằng con hoang, hy vọng nó sẽ làm nên như Tào Tháo. Vài người biết chuyện này mới nói đùa với nhau rằng, đảo ngược của tên Tào Tháo đặt cho thằng con hoang. Hồ ngu và không thấy rằng, rồi ra thằng đó sự nghiệp cũng sẽ giống như sự nghiệp của Tào Tháo bị đảo ngược. Nghĩa là, Tào Tháo thì từ một cái vỏ gươm, vì lưỡi gươm đã dâng đồng trác, và con ngựa già làm nên sự nghiệp. Còn thằng con hoang của Hồ thì dù sa nô của Hồ có đặt sẵn lên cái ghế lãnh đạo thì sự nghiệp tương lai sẽ chỉ là cái vỏ gươm và con ngựa già mà thôi. Vài năm trước đây, một số nhà báo và giáo sư sử học ở trong nước có lên tiếng than phiền việc đỉnh núi Tản Viên bị nhà cầm quyền địa phương san đi làm miếu thờ. Mafia đỏ mà làm miếu thờ thì phải có nguyên nhân thầm kín. Mấy vị nhà báo và giáo sư không hiểu rằng việc làm đó được tiến hành sau khi họ nông giọt lên chức Chủ tịch Quốc hội Ngụy Quyền Hà Nội, và vào cả bộ chính trị của Mafia đỏ nữa. Đấy là nằm trong lịch trình của Hồ trước khi chết để lại, không có trong di chúc. Cả cuộc đời Hồ, hai bàn tay đã vấy đầy máu của nhân dân Việt Nam, của những người Việt Nam đấu tranh cho độc lập, tự do, dân chủ, hạnh phúc và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Cả máu của những ân nhân của Hồ, cả máu những đồng chí của Hồ, và cả máu trinh của biết bao cô gái trẻ đã phải qua tay con yêu dâu xanh Hồ Chí Minh. Ấy thế mà con quỷ đỏ Hồ Chí Minh, sau vụ thất bại của Tết Mậu Thân 1968 đã sợ chết. Việc viết đi viết lại di chúc không phải như lũ bút nô cung đình của Hồ và vài anh trí thức mọt sách, táo bón kiến thức, tỏ vẻ là Hồ thanh thản trước ngày đi xa. Chỉ riêng cái việc Hồ né chữ chết cũng đủ thấy hắn sợ chết đến như thế nào. Hắn tự an ủi là đi thăm các Mác Lênin. Cái điểm son tinh thần Việt gian trung thành với mẫu quốc đỏ cho đến giờ phút chót cuộc đời, và lời căn dặn ân cần cái tổ chức Việt gian của hắn rằng phải bảo vệ mẫu quốc đỏ, nên hắn đã được Nga Xô tận tình giúp đỡ ướp xác, xây lăng vào cái lúc mà cuộc không chiến trên miền Bắc Việt Nam đang ở cao điểm. Mấy nhà hư cấu cố tình chạy tội cho Hồ, dựa vào nội dung di chúc của Hồ và tin lọt từ me sử Vũ Kỳ, một gia nô tin cẩn của Hồ, trung thành hơn loài bốn chân, để nói rằng nhóm Lê Duẩn đã làm trái nguyện vọng của Hồ là hỏa thiêu và đừng làm tang lễ linh đình, vân vân. Cần nhớ rằng, bản thân Hồ và cái tập đoàn Việt gian của hắn chưa bao giờ làm những việc gì mà thảo thành văn bản. Hồ cũng như tụi kế nghiệp hắn cho đến nay là Nông Đức Mạnh, đều làm những điều không tuyên bố công khai. Ví dụ, Hồ nói là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, thì hắn lại dâng Hoàng Sa cho Trung Cộng. Tất cả những gì Hồ viết trong bản tuyên ngôn độc lập đọc ngày 2 tháng 9 1945 chưa bao giờ được Hồ thi hành. Hắn còn làm ngược lại là đằng khác, vì hắn viết cốt để dụ khị lừa đảo nhân dân lúc đó cũng như các thế hệ sau này mà thôi. Thằng con hoang họ Nông của hắn bây giờ cũng thế, đi sang tàu vừa qua là dâng đất cho Trung Cộng. Hồ nói chống tham nhũng, hủ hóa, thì chính hắn là thằng chùm hủ hóa. Và những kẻ kế cận của hắn cũng thế, khù khờ và cái chết kề miệng lỗ như Tôn Đức Thắng mà cũng cho xây một biệt thự ở Hải Dương, đóng cửa bỏ đấy. Ngay lúc chiến tranh đang ác liệt, dân thiếu ăn thiếu mặc, Võ Nguyên Giáp cũng thế, bao nhiêu biệt thự ở Đồ Sơn không chịu ở, bắt công binh xây mới biệt thự cho hắn, mà phải xây đi xây lại nhiều lần cho đến khi hắn vừa ý mới thôi. Thằng con hoang họ Nông cũng nói chống tham nhũng, nhưng ai mà ủng hộ và phát hiện tham nhũng thì bị đàn áp bỏ tù. Còn xung quanh nó, có thể nói toàn bộ chính trị bộ mafia đỏ của hắn đều có tài sản ăn cắp chí ít cũng hàng trăm triệu đô la Mỹ.
mà có thấy chống đâu, mà còn hợp tác toàn diện là đằng khác. Nếu quả Lê Duẫn đã làm sai ý nguyện của Hồ, thì bây giờ bọn chúng